Farm này là tổng là cái farm này bây giờ là 10 hectare à? Dưa hàn đấy chứ nhỉ? 20 hectare nhỉ, dưa hàn nhỉ? Dưa hàn, dưa trắng. Còn đây là khoai lang Nhật vàng. Đi đâu ngoài trong máy nó giải luôn nhỉ? Máy là. Hôm nay thì đoàn mình đi thăm farm dưa Nhật, đúng không? À, dưa Hàn nhé, dưa Hàn 20 hecta của kỹ sư Trình. Nhìn ra mà đã nhỉ? Đã thật. Thằng cánh cò bay. Đấy là công thức bấm gọn à? 5, 8, à, bấm cửa nhỏ ấy. Đến thằng tiếp theo mới là lấy quả đâu. Vâng. Con 6 thì 6. Xong là bao nhiêu đợt thì Ngọc? Chồng trồng lấy lô 1 chồng. Cái bơm này là bơm từ cái chỗ khoan đến đây để... À, đây là bơm cho tưới. Đây là bơm tưới. Bơm tưới. Đây là bơm từ cái chỗ khoan này. Đường 34 này đã lọc rồi từ cái bể kia. Bơm từ 4 chính là 4. Thường cái bọn này tưới EC pH bao nhiêu em? Em cũng không có kiểm tra TDS đâu mà em sẽ theo công thức thôi. Có nghĩa là theo công thức phần hết rồi đúng không? Không cần. Thế là có nghĩa là cái chuẩn nước đầu vào nó đã là giống nhau chuẩn rồi. Chuẩn nước đầu vào tức là cứ mới đầu có kiểm tra ra vào khoảng 200 300 dao động tùy các ngày. Chọn 3. Sáng là bị ngập. Không bị úng. Lũ cao nó có lên đến đây không ạ? Chắc có. Cái to không bị cái lũ. Một lách dầm. Xong như nó bị nào. Bốn ná bấm đi rồi. Còn ba lách à? Còn ba, còn ba ná. Ba ná muốn lách nó ra một mỗi cái. Lách ra một cái. Ba ngọn. Bể lọc. Bể lọc à? Cứ bơm 380 bơm vào lọc này. Bơm ở đây suốt ngày đêm. Có nghĩa là 380 bơm lọc suốt rồi. Đây là cái để bơm ra 6 cái bể phụ. À. Có nghĩa là từ cái bể từ cái giếng khoan bơm vào đây. Bơm vào đây. Và lọc thì lọc hàng ngày bọn em phải lột đi đấy, giả bí đấy. Sao nhiều hơi mất công thì anh làm một cái bể to luôn lắm. Nhưng vẫn có hiện tượng là bình thường. Anh nó thậm chí ra cái bạt này nhá, nó không anh dùng đến 2 năm rồi nhưng nó không có tí màu vàng nào luôn đấy. Anh cũng mới gầm cũng là sắt cũng phải tương đương với em như này. Như này nó nặng hơn đấy. Nhưng mà anh làm là cao, anh múc một phát là cao kiểu nó là lột lên cao lên đấy. Mở thang. Xong rồi anh đổ cát một lần là 2-3 xe phát là ok luôn. Cái sau, nhưng mà nó không lắng. À nhưng anh có làm dàn mưa không? Có thì anh làm dàn mưa anh phun ngược lên. Cái này là phun ngược lên thì cái thời gian tiếp xúc với không khí nó nhiều hơn. Nhiều hơn. Không khí thì nó phải nhanh tạo cái váng nhỉ. Cái váng của anh có mà dày nhưng mà vấn đề là của anh nó rất là to. Đấy, cái bể lọc của anh nó đến mấy chục mét đấy. Nếu là bằng nửa cái này, cái dàn này nó nửa cái à không được nửa gọi là 1/3. 1/3. 1/3 bể. Bể lọc công suất này vừa. Cái này hay đấy nhỉ? Cái này là dùng để bơm nước ở dưới đất lên đúng không? Ừ, cái giếng nó đằng kia kìa. Sao đâu? Cái này thì là nước ba này tràn vào nhau hết. Ba này tràn vào nhau à? Lọc. Trong này ba này đều đổ ra hết đúng không? Ống ngay. Yeah. Vâng. Thế là phân là thủy canh hết à? Đây là cát. Của ICL vâng. Hết nhỉ? Phân của ICL A23. Dùng máy rất bé tại vì cái này nó đều, nó mặt phẳng, nó phẳng. Tây Âu Pháp với cả thứ trồng nhiều.
chim thôi. Ờ. Cây cây này nhận như này đúng là 1 mét một cây thật. Nhưng mà nếu mà theo tập quán bà con mà ít nhưng bây giờ Hàn Trung Quốc đắt à? Này tự đào ấy đúng không? Lại tự đào hả? Đâu, cái này là ở ta máy xúc đào 6 đấy. Ôi, cây này có quả chưa em? Cái bên này đang đậu quả. Ờ, thế cái 20 ngày cái loại thứ 20 ngày sắp thu ở chỗ nào? Của anh đang bị vàng lá như này này, có thể ngắt nó đi không? Ừ, có công thì ngắt anh. Cái trái này là nó tự già sinh lý chứ không? Hay là nó bị bệnh đấy, nó già. Nếu cũng một đợt là nó không có bệnh đâu. Đến ngày thu là nó vẫn tương đối xanh. Nhưng mà khi mà nó tự mai nhiều lại thì ảnh hưởng đến độ đơn giản. Đây là lê trắng. Em có trồng lê nhiều hơn.